Chào các bạn nha. Mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 50.000 đồng token won các bạn. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 500 tỷ. Đã có 292 tài khoản holder và đã phát sinh 725 lượt giao dịch nhé. Giờ thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net. Link truy cập website được mình để ở dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm thứ hai hướng dẫn cho website cho mình. Bước 1, các bạn sang check contract. Các bạn có thể sử dụng copy contract của mình đây. Sau đó các bạn quay sang Metamask khoảng chút lần nữa của các bạn nhé. Tiện thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Tiếp theo phải nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net. Truy cập vào bước 2. Link app này, link rút ngắn cho các bạn này nhé. Để nhận token. Rồi, ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ là 0.01 BLV ra mua cái đồng token này, hold và tích trữ được dài nhé, sẽ có ích nhiều là tài khoản về sau. Còn nếu bạn cần làm thì các bạn nhấp phần này, cần làm hay là đó. Tôi mạng quan trọng quá. Giờ tiện đây mình hướng dẫn các bạn cách claim một cái đồng token khác à... mình hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 5 triệu đồng token Illuji vơ nhé. Thì các bạn cũng làm theo các bước như thế thôi. Các bạn copy contract này, bạn nhấp vào cái đường link ở phần dưới mô tả của video đấy, nhấp vào contract, sau đó các bạn quay sang đây, các bạn thêm địa chỉ token nào vào ví cho mình, rồi các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví thì các bạn cũng quay trở lại website claimairdrop.net, truy cập vào cái bước 2 để nhận token này. Đó. Rồi bạn nhập vào đây, yêu cầu bán airdrop, các bạn theo số bên dưới này nhé. Đây các bạn nhập vào đây xác nhận sở hữu không trực tiếp airdrop, nhận được một đồng Universe đây nhé. Các bạn nhập vào đây, đây có cái lưu ví, các bạn nhập tiếp theo và nhập kết nối này, được xác nhận này. Rồi sang web Home Gam, mình nhập claim tiếp này. Và vào tí khác mình đã claim được rồi. Cho web sang chậm quá đi. Cái đôi ví nữa nhất tiếp theo này, nhất kết nối đây. Đi ra là 0.00661 BDT, các bạn nhấp xác nhận này. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 5 triệu đồng token Universe này. Kèm theo là đồng token nó hôn gan, nó sẽ xử lý. Rồi đã nhận được 50.000 đồng token won won gan. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên mạng Binance Smart Chain nha. Video xin được kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã xem video, chào và hẹn gặp lại các bạn nha.